Đó, cả nhà mình thấy nước nó rút không? Cua riêu này ăn ngon nhất là hai cái càng của nó, thịt không à? Thịt nó chắc ngọt lắm. Ba con đây đây. Ba đủ rồi. Chắc mười mấy 20 kg hả cô? Đúng rồi. Có 20 kg á. Quá đã. Đó vô em. Quá hay luôn. Cái này may mắn nè, hiếm lắm mới đánh được mẻ cá này nè. Dạ, bánh xà lan là đặc sản ở Chí Công quê mình. Mới sức khỏe quá nha. Thì bị xe tô đi làm ăn không được, rồi đi xin kiếm ăn sống 3 ngày. Dạ, ngày mới cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Có một cô khán giả, cô là đồng hương với mình luôn, ở xã Chí Công hay còn gọi là Làng Duông. Thì cô xa quê cũng lâu năm rồi, cô rất mong muốn mình quay một video ở quê để cho cô xem, để đỡ nhớ quê đó cô chú anh chị. Sẵn dịp vào mùa này, biển quê mình rất là đẹp, mình cũng muốn chia sẻ đến cả nhà mình. Biển quê mình là đang vào mùa rêu à. Đó, rêu nó lên xanh rồi nè. Lên xanh rất là đẹp luôn. Tầm một tháng nữa thôi là nó sẽ lên xanh còn nhiều hơn nữa. Dịp này mà có cô chú anh chị nào đi chơi ở khu du lịch Chùa Cổ Thạch ở xã Bình Thạnh, cách chỗ mình mười mấy cây số á, đến cái bãi rêu Cổ Thạch á, là chụp hình rất là đẹp luôn. Nó lên xanh là chụp hình đẹp lắm. Đây là bãi biển gần nhà hồi trước mình ở. Bà con mình ở đây gọi là bãi Xếp, nằm bên cạnh Hàm Đen, Hàm Đỏ, gần với bãi biển Gành Son. Lúc mà mình còn nhỏ xíu á, là mình rất là thích xuống bãi Xếp này. Xuống đây đi theo mấy anh đi câu cá này, đi đặt rập, rồi bắt ốc hay là đào ngao. Ngày trước á, là biển chỉ cần cạn cỡ này thôi là rất nhiều người xuống đây, nhưng mà bây giờ ít lắm. Buổi sáng xuống đây nghe tiếng sóng đánh nè, rồi hít thở cái không khí trong lành, nghe cái mùi biển thôi là mình cảm giác tinh thần nó thoải mái rồi. Phía xa đằng kia có anh có chú đang kéo rập gần bờ luôn, cạnh mấy cái đùm vũ tôm. Cái nghề vũ tôm này mình cũng hay chia sẻ với cô chú anh chị mình rồi. Thường sẽ bắt được mấy con tôm hùm con á, chuẩn bị mãn mùa, tới mùa nam là mãn mùa, đánh đạt vào mùa bắc. Mấy cái ngày sóng gió á, biển động á, thì tôm nó dễ đóng hơn. Mấy anh mấy chú đang kéo rồi bắt đầu dọn dần á. Cả nhà mình xem video nhé, tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Bên kia mình thấy có chú đang đập con gì á, để mình qua bên đó xem thử. Dạ, con chào chú. Mình đập hào hả chú? Dạ. Đập hào khuya giờ hay sao chú? Dạ. 2 ngàn dữ à? Dạ. Mới hôm 3 ngày à, giờ 2 dữ à? Dạ. Là một tạ 100 kg mới được 250 ngàn. 100 kg là nhiều lắm á. Mình đục tầm mấy tiếng là mới được một tạ một bao vậy chú? Không biết là làm ba người làm từ nào biết lớn là làm được 2 tạ. 3 người 2 tạ là 500 ngàn chia ra. Nước lớn lên và làm đâu được. Dạ. Nước đẹp này làm nước lớn nghỉ. Nước đẹp dễ xây ra tôm sú. Dạ, tôm sú á. Dạ. Mình tưởng là cho tôm hùm ăn.
bên này là chú đã đập da nè. Đó, lấy nữa đó đập da lại chứ không phải để gì đâu. Dạ, đập da nữa. Đập ba nét hả? Dạ. Đập ba bể gì nữa. Bể bả cái da bớt. Cứng lắm á. Đập nhiều đau tay. Dạ. Năm mới không có gì hơn con chúc chú với anh nhiều sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Đánh lưới này là phải có cái phao. Chứ không là lội đuối lắm. Đây là hàm đen, hàm đỏ. Nếu mà có bạn nào hay là em nào ở quê, ở vùng xem video của mình á, thì nhớ lưu ý giúp mình nha. Cái chỗ hàm đen, hàm đỏ này nó rất là nguy hiểm. Nước chỗ này nó sâu lắm. Nay trời êm nè. Trời sóng là chỗ này nó đập dữ lắm. Cả nhà mình thấy ngay mấy cái mép đá không? Rồng rêu không, cái rồng này nó rất là trơn. Cái chỗ này chụp hình rất là đẹp nhưng mà lưu ý giúp mình nha. Đi đứng cẩn thận. Chỗ này mấy anh mấy chú người dân ngại lắm. Nhỏ lớn giờ mình ở đây cho nên mình rất là hiểu chỗ này. Có mấy anh mấy chú chuyên nghiệp cũng chuyên đi nhử cua riêu hay là nhử trình chỗ này. Cạnh gành son. Con cá đâu quay từ đó. Anh Sĩ nhớ em không? Nhớ lộn nhớ trời. Dạ. Trời em đánh ít cá quá anh ha. Lên thôi cũng khó à. Kiểu này chắc phải đánh thêm vài giác nữa mới có cá ăn. Vợ đang đợi phía trong kìa. Đang ngóng xem có cá hay không. Anh Sĩ. Anh Sĩ trước hay xuống nhà anh chơi. Quá trời lâu rồi mới gặp lại. Năm rồi. Trời ơi, nhớ đợt đó là 3-4 đứa, giờ là 5 đứa. 3 đứa, đợi em ở đây 3 đứa. Dạ. Hình như là có con cá mó hay sao á. À. Đây con cá mó nè. Dạ. Chị em hay ra chùa Cổ Thạch cũng hay gặp chị lắm chứ. Bán thôi hả? Dạ. Chị bán nhang về chùa á. Cá này nấu canh chua. Cái món này nó đẹp. Nó hay sống ở mấy chỗ rạn á. Năm mới em chúc vợ chồng anh Sĩ nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Có đẻ nữa không anh? Dạ. Lâu ngày mình gặp lại mình chồng ảnh. À, chín Tết con già này bắt mới về nhậu lại. À, chúc cho nhiều đầy ơn. Cù riêu. Hai ba ký tao còn. Này bán nhiêu tiền ký anh? Không bán rồi, về nhậu à. Trời ơi, nhiêu đây nhậu gì hết anh. Còn dưới kia nữa. Nhiều gia đình lỡ. Dạ. Nhiều đây bán 400-500 ngàn á ít. Dạ, cua này có giá chứ. Ừ, này có... 3 năm trước là em quay là bán đã 100 mấy ngàn ký rồi. Con này nó cũng nó chậm á nhưng mà để mà nó kẹp cái là xong luôn á. Ở nước cạn là da bắp với màu nhậu à. Rồi ghi đi biển thôi. Ghi đi ra. Nhà tôi ghi mà ghi đi ra.
mua lại ông Diêm Thu Hà đó, cái củ. Củ riêu này ăn ngon nhất là hai cái càng của nó, thịt không à? Thịt nó chắc ngọt lắm. Dạ, chắc là thà quán, có ở đầu quán. Mấy bữa đi mà mấy ông la chăn sáng lỗ dầu nó nữ gì vậy? Êm quá mà. Một dái dăng cỡ một đó cào nhiều quá. Cá bóng anh? Dạ. Dạ. Cây cần để ảnh nhữ cua. Trời bên này. Cua nó ở trong hang á. Mình nhử cho nó ra hang mình dễ bắt. Cần cũng dài á. Này có thanh sắt. Thêm cái gương đó. 3 năm trước thì mình có đi với bác Tư cũng quay cái nghề này nè. Anh thì chủ yếu anh bắt về ăn thôi. Khó nhất là phải biết hang, thuộc lòng hết à. Nhìn xem có không? Có thì nhử tiếp, không có thì qua hang khác. Nhìn êm vậy thôi chứ mình mà đứng xuống đó là nó đẩy mình mạnh lắm. Chỗ này nước nó vô rồi bắt đầu nó đút xuống á. Đẩy mình đập vô hào vô đá cái là chảy máu à. Một con. Quá hay luôn anh. Hình như còn con nữa hay sao á. Anh giữ tiếp. Nó mà ăn mồi là nó kẹp mạnh lắm. Ngày trước là bác Tư bắt mấy con cá thòi lòi nhử cũng được. Nhỏ, bỏ. Dạ. Giờ bác Tư bắt hết rồi. Dạ. Sáng giờ là anh bắt cũng được rồi, cũng nhiều rồi. Đó, cả nhà mình thấy nước nó rút không? Đó, đánh vô một cái là... Dạ. Một chỗ có thể được 2-3 hang. Mình bị sóng đẩy một lần này. Giờ tởn luôn. Giờ kêu mình xuống đây quay dưới nước là mình không dám quay.
bà con. Giờ này về nghỉ được á anh. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha anh. Sức khỏe nha anh. Bỏ xuống là dính. Trời ơi, mấy mấy kia câu quá trời cá luôn. Cá đói á. Chứ cái này mấy là 2 tiếng rồi. 1-2 tiếng vậy. 1-2 tiếng mà được như đây. Dạ. Wow. Ồ, cá đói, này cũng chắc 2-3 kg á. Ừ. Cho đem mua bột. Luôn đâu? Đúng rồi, mua bột bên kia. Chào em nha. Dạ. Rồi anh qua đây quay tiếp. Không, 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 không. Câu bằng mồi bột mì á. Mua 10.000 hay là 20.000 à? Câu đã luôn. Hello em. Năm trước gặp, năm nay cũng gặp nữa. Mới đây mà lớn ghê chưa? Năm sau. Đúng dài. Câu bằng cái ly thủy tinh nè. Oh my god. Cái này câu đợt quay gia vị con quay là. Đây trong bịch. Bỏ bột vô bạn, bạn bỏ bột, bỏ bột. Em này là đam mê câu lắm, năm trước mình cũng câu á. Vô. Ảnh tập câu cũng phải 2-3 năm rồi đó. Câu à, dư tóc bờ, dư tóc bờ. Đây bột mì này cả nhà. Kìa, em xin mày mà. Câu bằng cái ly thủy tinh nó sẽ dễ câu hơn. Nhưng mà nó cũng hay bể lắm. Cho em hỏi còn kênh anh là câu kênh bằng gì? Cho em hỏi kênh anh là kênh gì ạ? Mình 86 em. Mình 86 hả? Linh. Minh, mình câu bằng cái tủ nhựa này á, cho thêm cục đá vô thì nó hơi khó câu xíu. Dạ, 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 vô con nữa kìa. Quá trời vui. Càng ngày xuống câu càng đông. Phía bên kia có khán giả nữa. Khán giả nhí. Ngày trước mình câu là nước đục á, không có thấy mấy con cá nó chui vô trong ly. Nước đục á là mình sẽ cảm nhận cá mà nó vô ly là nó sẽ động đậy. Vô luôn. Vô bạn. Ô. Ui, hay đấy bạn. Lên bạn vô bạn, bạn bạn bạn. Vô ơi. Vô vô vô. Thôi vô nha bạn. Đó quá trời cá luôn, nó bù phía dưới đó. Đầy dính nữa nè. Cá nhỏ thả lại. Dạ. Cái đường con thả lại rồi. Câu này ham lắm. Có ngày nó mới ăn thôi nha cô chú anh chị. Có hôm là câu không có con nào. Tuổi thơ của mình á. Đó nó sắp vô em. Trời ơi, chưa. Thôi lại. Ủa, nó sẽ đi dài luôn. Ừ. Đây. Đây, quá dài. Cứ lên, cứ lên. Cả đầu lên. Ê, mở. Thôi, đừng để kìm lấy. Như cá này mấy em bán được bao nhiêu tiền ký? 10.000. 10.000. Một ký là kiếm được 10.000 để mua bột câu tiếp. Quá đã luôn. Tiếp tục video mình sẽ đi lên chợ mới Chí Công. Bà con mình chuyển từ chợ cũ lên chợ mới à. Chuyển lúc trước Tết. Chợ lớn với khang trang lắm. Mới làm công viên. Mình sẽ quay từ phía chợ cũ chạy thẳng lên chợ mới luôn. Rẽ trái là đi vô chợ cũ. Đoạn sáng cháo lòng, bánh
canh, cơm, phở, bún bò, bánh ướt nóng. Rồi cả nhà. Xây trước khi mình sinh ra luôn. Trường tiểu học Chí Công 1, đối diện là quán bánh căng, rẽ sang phải là đi ra khu du lịch chùa Cổ Thạch, đi ra xã Bình Thạnh với thị trấn Liên Hương á, còn chạy thẳng luôn là quốc lộ 1A, cách quốc lộ 1A 1,6 km, rẽ sang trái là đi vô thị trấn Phan Rí Cửa, chỗ cây xăng này. Đây chợ mới Chí Công, nằm cạnh biển luôn. Bên phải là khu ruộng muối. Khu ruộng muối bây giờ cũng ít cô chú làm lắm. Ngày trước ở đây làm nhiều. Vô gửi xe. Dạ chú. Dạ. Cô chú anh chị mình mà có ra Chí Công về mình á, muốn mua hải sản á, có thể vô chợ Chí Công nè. Bây giờ chợ mới á, có chỗ đậu xe cho mình luôn. Mình chạy xe bốn bánh cũng dễ. Mấy khu giữ xe máy luôn. Nay chợ đông chú. Dạ. Lúc mà Tết là gửi xe đầy luôn. 20 mấy Tết là buổi tối đi ăn bánh hỏi lòng heo hay là đi chợ bông này, mua bông nè. Con chào chú nha chú nha. Dạ. Mời cô chú anh chị và các bạn vào tham quan chợ mới Chí Công, quê mình. Ở mình là xã thôi, xã Chí Công thôi, nhưng mà dân số cũng đông lắm. Khu bên phải là khu hải sản á. Muốn ăn sáng thì mình vô trong nhà lồng nè. Mắt bán nhà, mắt làm nhà trường. Nó mắt bán nhà trường. Mắt bán nhà trường đó, nó mắt bán nhà trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là được mấy chục ngàn bác ha. Dạ. Bác ơi, con thấy cái chân bác cũng yếu á. Dạ. Cuộc sống cũng khó khăn á, thì con thay mặt anh Lực ở Hải Minh Quy Nhơn để tặng cho bác 300 ngàn nha bác nha. Dạ. Năm mới sức khỏe. Dạ. Cá hố, ghẹ nu, cá chích. Bán một hàng luôn. Hello. Cá hố lưới mới vô. Hôm nay bữa này là ít cá hố. Cá nhái, cá bò, cá đỏ mép, cá bò da. Chợ tầm 9 giờ sẽ đông hơn. Cá đồng nè. Cá đục. Wow, cá đục đã. Đục đen hả chị? Này đục đen hả chị? Dạ. Này nhiêu tiền ký vậy chị? Này nhiêu tiền ký? 180. Này liệt mớm. Liệt bớm cũng nhiều cô chú anh chị thích xem, để mình quay gần gần xíu. Cá này nấu canh thành ngò. Cá giò, cá nục, cá mó. Ở mình hay gọi là cá giò, một số nơi gọi cá kình. Mó nè. Mó này chiên giòn hay là nấu canh chua cũng ngon lắm. Cá nục to. Cá nóc, cá lưỡi trâu, cá lò. Cá đỏ mép với cá gáy. Dạ con quay xíu nha cô. Con cá đỏ mép với con cá gáy nè, là nó cái dáng cá nó giống nhau nhưng mà dễ nhận biết là cá đỏ mép, cái mép nó màu đỏ đỏ. Cá gáy là cái mép nó màu vàng. Nhái, nhái đòn. Dạ. Cá bớp nè. Cá phèn. Này cá gì nâu. Mú đỏ nè. Dạ. Cá phèn nó có hai cái dâu giống như là con cá chép á. Hai cái dâu đó nè. Tôm 170 về nướng muối ớt. Cỡ này là 100 ngàn. Bị tê bãi hay chân điểm tựa bằng lít không à? Dạ. Chàng là lít không có ai đâu như chú chợ chuyên ăn như vậy. Dạ. Mình cũng thay mặt bà con gặp khó khăn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lực ở Hải Minh Quy Nhơn. Đây là số tiền 300 ngàn mình thay mặt anh Lực gửi tặng cho ngoại. Dạ ngoại. Ngoại sức khỏe ngoại nha. Dạ. Cả đêm tao ngủ không có đường, không nghĩa là bác bữa nay ở nhà là đi không được luôn. Dạ. Chui. Dạ. Là
mấy video trước á, mình có quay về hoàn cảnh của gia đình hai bác á, là bác nhà là ở nhà là bệnh bú cổ, bây giờ không có đi biển được nữa. Bác gái là đi chợ, đi xin ở chợ nè để về lo cho bác. Dạ. Bữa nay ông rủi không? Đi không được bò không? Dạ. Ăn cơm mà ăn cơm vô cháu ngủ được mà ăn. Dạ. Hôm nay con có duyên gặp lại bác á, thì con cũng thay mặt anh Lực ở Hải Minh Quy Nhơn á, gửi tặng bác 300 ngàn nha. Nói thật là cái này là con thay mặt anh Lực để gửi một cái gọi là một cái món quà tinh thần thôi, chứ hoàn cảnh của hai bác cũng khó khăn thì con cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Lực ở đâu quý vị? Lực ở đâu? Dạ. Anh Lực á? Anh Lực ở Quy Nhơn, ở Hải Minh Quy Nhơn á. Dạ. Là đợt thứ hai là mình cũng thay mặt vài anh chị rồi tới gửi thêm một phần quà nữa cho hai bác, nhưng mà chưa có được duyên nhiều á. Dạ, cho nên cũng mới giúp hai bác được một ít thôi, một số ít thôi. Dạ. Trời ơi, thấy ông cậu cũng là cả đêm ngủ không có được thức hiểu ông luôn. Dạ. Xuống đây xin mà còn ngủ không là biết không. Dạ. Năm mới sức khỏe nha bác. Có chú mẹ để lo cho bác chào nha. Con chào bác nha bác nha. Alo, quay đây con. Dạ. Để tao đặt đâu đặt đầu nó lại gì nè, chứ để nó cá ngửa và chi. Nhà mày không quen. Cá này mà nó còn sống là nó có điện nè, mấy anh mấy chú mà bắt là nó tê tay luôn á. Cá giật cá điện. Dạ. Cá điện đừng kêu có nứt cá điện. Dạ. Lâu lâu mới có con ha. Này nấu cháo, người ta vô. 60 ngàn nha chị. Hả? Cái này mới là chim chip đúng không cô? Dạ, chim chip là chen chen. Dạ. Chim chip là cái loại nhỏ nhỏ nè. Mới là 12 ngàn. Chen làm con chị nữa. Chị sao liền dữ nè chị. Nấu canh, bao ngọt luôn. Nhiều bao nhiêu đi. Nấu cháo xào giá là gian dạ. Số được. Cái này xò chay. Xò chay, dạ. Chăm sóc xúc chén. Hay còn gọi xò chuối á. Dạ. 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 Một hộp đó là bao nhiêu á con? 63. Dạ, 63. Dạ, lấy cho con hộp đi. Dạ. Cái chích. Cái chích ảnh mua về làm gỏi. Giữ nước mặn xong là nó đẹp. Vị xanh. Còn cá mú nè. Vậy hôm nay có giá không bác? Có 200 mấy à. Dạ 200 mấy. Bữa nay tao thấy thằng này ở chạy xuống á. Dạ. Thấy mày là bên ký cả đá gì nhỏ không có mày hết. Dạ. Ốc giấy. Ốc giấy về làm gỏi. Này đập vỏ rồi. Ruột này là 70 ngàn ký nha. Tôm này mới lột xong. Điệp xốp này về nướng mỡ hành. Xẻ kiểu này là về nướng. Còn lấy còi không là mình về mình làm gỏi. Lấy chanh hay là mình xào với xả ớt á. Bỏ đậu phộng vô xúc bánh chén. Nấu cháo cũng ngon. Xem chị lột tôm. Nhìn đơn giản quá nhanh. Tôm này nấu canh bầu. Bác là con thấy bán ở chợ vườn là biết bao nhiêu năm rồi á. Dạ. 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 Dịp Tết đó là
bà con mình ăn cá bớp cá thu nhiều, qua Tết xong hình như là ăn cá ít tiền lại. Con chúc bác nhiều sức khỏe nha bác nha. Dạ. Dạ. Dạ tại lâu lắm rồi. Dạ. Là cô mua lại nhà của ba mẹ con đúng không? Hồi nhỏ là mình bệnh dữ lắm, mình bệnh chảy máu cam á. Là lúc đó mẹ mình không có tiền để chữa bệnh là bán nhà luôn. Dạ tại lâu quá mới thấy lại. Nhìn cô là cái dáng nhỏ con á cũng giống mẹ mình á. Dạ dạ. 20 mấy năm. Dì ba có gì khác chưa? Nước ký lấy 80. Dạ, nước ký 80 ký 160. 160. Ừ. Nướng ngon này. Quay về nó mua luôn. Mực còn nhấp nháy luôn á. Còn nhấp nháy luôn á. Này mực nang nè. Cái loại mực nang này nó cỡ này là nó lớn rồi nha cả nhà. Dạ. Này về nấu lẩu. Dạ. 90 ngàn ký. Trên cái lưng con mực nang nó có cái nang này cứng lắm. Cái nang này dạ, người ta có thể làm thuốc trị đau bao tử á. Ăn ai miếng ấy? Mình mua 80 ngàn mực. Mực ống bèo. Chợ mới, lịch sự, sạch sẽ. Có nhà vệ sinh luôn nha cô chú anh chị. Đúng chưa? Tắt rất là thơm. Đầy thơm với muối. Phía trong nhà lồng cao với rộng. Cá ngát quá trời luôn nè. Lựa mấy con cá này cẩn thận xíu. Chị cá này nghề rập hay nghề gì vậy chị? Dạ vuốt. Dạ. Cái này may mắn nè, hiếm lắm mới đánh được mẻ cá này nè. Đúng rồi, cá ngát nha. Dạ, cá ngát á. Cào vuốt mà được cá ngát luôn mới hay. Nhiều ký vậy chị? 40 ngàn thôi. Cá này cá da trơn á, mua về là nấu liền luôn, ăn nó sẽ ngon. Có anh Lực ở Hải Minh Quy Nhơn á. Dạ, có phần quà gửi tặng cho ngoại. Dạ. Quay phim ở ngoại luôn á. Dạ. Dạ. 80. Dạ. Dạ. Là sát 80 á. Dạ. Thiếu nửa tuổi 80 giờ. Dạ. Bà trăm giá là ngoại 80 giờ. Dạ. Là ngày nào cũng đi xin gì á ngoại? Ngày nào cũng xin đi. Dạ. Đó là chỉ giờ ngày nào cũng xin đi. Bà sức khỏe nha ngoại nha. Ai người đâu quay cái đồ ngoại con già cả rồi. Dạ ngoại. Bệnh hoài. Dạ. Con chay. Dạ. Mì quảng. Nhiều. Mì. Bánh xèo bánh căn nữa dạ. Mày quay chuyện ra á. Dạ.
bán nước ép ổi, nước ép cà rốt nè, cam vắt, trái cây với sinh tố, rau má, sinh tố, dạ. Có bàn ghế cho mình ngồi nghỉ mát luôn, phía bên kia. Xin lỗi mấy em nha, mấy em hơi ngại á. Chín mươi mấy rồi hả ngoại ha? Dạ. Là hồi sáng mới được tặng gạo với mì tôm. Dạ. Con cũng thay mặt anh Lực ở Hải Minh Quy Nhơn á, gửi tặng cho ngoại 300 ngàn nha ngoại. Cảm ơn con, năm mới nha. Năm mới sức khỏe ngoại nha. Dạ. Cắt tiền cho cẩn thận nha ngoại. Dạ. Dạ. Con chào ngoại. Bị thần huyết tọa hai chân hết, tôi suy nghĩ suy tư cho 6 năm nay rồi, của ông thầy bị thần tọa 30 mấy năm. Dạ rồi, bác. Của hồi đó bé số rồi mua mấy con, mấy đứa chú ngoại, đứa nào cũng khổ hết. Dạ. Rồi gái lớn lấy chồng rồi nó khổ, rồi nó đốt khác không có tiền. Dạ. Nó gánh cá mướn rồi giờ cá có cá, gánh nó ăn ở không cá mấy tháng nay. Dạ. Vậy thì bị suy tư đi làm ăn không được, rồi nó tới đi xin kiếm ăn sống 3 ngày. Còn một đứa nhỏ thì làm thành phố thì mất tiền hết, ta dịch cút hết. Dạ, giờ, giờ đứa nào cũng đói dạ, hết. Dạ. Bây giờ bị lâu lâu vậy xin kiếm ăn sống qua ngày. Dạ. Ta cho lên 2-3 ngày, 1-2 ngày, một 100-200 dạ. Rồi về đi thuốc rủ vô. Dạ. Cuộc sống của dì con thấy khó khăn quá dì. À. Dạ. Thì đây là 300 ngàn của anh Lực ở Hải Minh Quy Nhơn á. Con thay mặt ảnh gửi tặng cho dì nha. Dạ. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Chúc con giờ sức khỏe mau mắn là con có tài. Con bữa nay thì con cũng gì cũng gặp con rồi rất vui sung sướng. Dạ. Rồi cho con cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Con chào dì nha. Dạ. Chúc dì sức khỏe. Dạ. Cảm ơn con. Dạ đi 16 người. Đánh được 6-70 lồ vuốt. Cô chú anh chị có đi du lịch Bình Thuận, có chạy ngang quốc lộ 1A, chạy ngang xã Chí Công, thì nhớ ghé vào chợ Chí Công tham quan, ủng hộ bà con quê mình nha. Chợ bán đông vào buổi sáng. Vuốt mới vô, quá đẹp luôn. Trời ơi, vuốt này đẹp quá. Vuốt sạch nè, không có cá tạp hay là sạn nhiều. Vuốt này bán có giá lắm. Dạ, con chào bác. Đi từ sáng hả bác? Dạ. Đi 4 giờ đêm. Dạ. Đang chuyển vuốt vô á. Trong này nó hơi cạn cho nên ghe không có vô sát được. Phải dùng thúng nè. Với loại bộ ra. Một lò này chắc 10-20 kg hả cô? À đúng rồi. Có 20 kg á. Dạ. Vuốt này để làm mắm vuốt nè, phơi khô làm mắm vuốt. Nhưng mà vuốt tươi á mình kho thịt cũng ngon. Đa số số lượng lớn này là về phơi xong sàn cho nó sạch sẽ lại cô ha. Giờ bắt đầu mình bán số lượng lớn, có thể là xuất khẩu luôn. Con cao lên đây, con cao lên. Con cao lên, chị đó, con như cái tầm gì lên trên đây, băng ông lên trên đây.
Có vuốt là quá mừng. Có những ngày đi tìm, đi dạo cả ngày luôn, chạy ghe cả ngày luôn mà không có con nào luôn đó cả nhà. Phía đằng kia là mấy anh mấy chú đang cào vuốt, cào bằng tay. Chỗ mình gọi là cào tè. Mỗi người một đầu. Hình như là có cá nè. Lưới dùng mini kéo gần bờ. Dạ. Chạy hết hả anh? À, cái vụ vậy hai con. Đang đưa xuống đây đứt. Có cá đục kìa anh. Cái này có đục không à? Cá đục ngon hơn cá đói. Dạ bao nhiêu đóng con đó bà? Ba con. Ba đã. Đây con đó. Ba con, bốn con. Cá này là đánh máy giác trước, cá đói. Đây còn cá giỏi nè. Đây cá giỏi, cá này làm gỏi cũng ngon lắm. Cá này là thường là nó sẽ thẳng luôn, cái con này thì nó hơi ấy xíu nè. Có anh, có chú đi lặn nghêu vàng nữa. Có cái ruột bánh xe. Ở trên là cái máy. Cái máy để bơm oxy á. Trời ơi. Đấy. Quá trời bự. Con này là có giá đó chú không? Đây là cái cây sâm nè. Đó, mình cứ sầm xuống đất á, cái con ngao con nghêu này á, đụng tới nó là nó sẽ xịt nước lên là mình sẽ thấy. Nếu mà đục quá thì cũng khó lặn. Dạ, cảm ơn chú nhiều chú. Dạ. Áo lặn này mặc cho nó đỡ lạnh nè, đỡ thấm nước. Này kéo bao lâu chú? Thôi kéo một bắt nhâm vô ạ. Dạ, quá đã luôn. Nhiêu đây chắc cũng tầm 2 giỏ hả chú ha? Này một giỏ mình bán được nhiêu tiền chú? Tầm dưới 1.000 giỏ. Dạ. Đó, chạy liên tục luôn á. Kéo tay là chạy xe liên tục. Chạy dọc bãi biển luôn. Mình đi ra ngoài đó mình dò chú ha, một người sẽ xuống dò. Dạ, có vuốt là vuốt nó bơi, nó đụng trúng chân á. Đây là cái tè nè, người gọi là cái tè á. Dạ. Rồi mình xuống đi thôi con. Dạ. Dạ. Con chần chần. Dạ. 3.000 ký hả con? Là cào sáng giờ, giờ vô nghỉ mệt, nắng quá nghỉ mệt. Trăm mấy ngàn. Dạ. Cô ở đây hay là cô ở đâu lượng cô? Dạ, Phan Dí. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con chào chú. Này là dụng cụ để cào con chằn chằn, mình cứ lắc vậy á. Dạ. Mình cứ đi lắc, mình đi lùi lại. Công việc này là
theo con nước. Nước cạn giờ nào là làm giờ đó. Nắng mưa lạnh hay là đêm khuya gì cũng làm hết. Phải làm. Trước mình có quen một anh ở La Di á, thì anh cũng làm cái nghề này nè. Anh nói anh làm một tuần là anh phải nghỉ ngày hai ngày tại vì nó ê người á. Rồi chứ, nghỉ ngày cũng mỏi rồi. Đi á hả? La Di. Dạ. Đi cầu ở đây nãy. Dạ. Cái nghề này là con thấy ở mình làm vài năm gần đây thôi, chứ ngày trước là chưa có. Dạ. Dạ, năm mới con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha cô chú nha. Dạ, cô chú dễ mến. Giờ mình đi về nhà cô chú anh chị. Mực hồi nãy mình mua nè, nửa ký, mình lấy một nửa thôi, ăn với mì tôm. Sáng giờ mình quay cũng chưa có ăn sáng. Mình bắt nước cho nó sôi rồi, rồi mình cho con mực vô, thì nó sẽ săn con mực lại. Đợi nó chín xíu nữa là đổ vô mì tôm ăn luôn. Nãy giờ do mình đi quay á cho nên nó cũng bớt tươi chút rồi, nhưng mà vẫn còn ngon nha. Đó, như vậy là chín rồi. Cho thêm chút ngò nữa. Quá đã. Dạ mình mời cô chú anh chị mình nha. Nóng. Ăn mực mà ăn nguyên con như thế này mới đã. Giòn. Ngon. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình. Có gì sai sót mong cả nhà mình bỏ qua nha. Thì mình xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video mới nhất của mình. Dạ bye bye.